niên đi đâu đấy? Giờ mình đi chợ cả nhà. Đi chợ mình kiếm mình mua thêm cái gì chứ giờ thấy tội ông mười quá, khóa cái vừa của ổng rồi mà giờ không lẽ không mua đồ. À, nè, làm sinh nhật cho con gái ổng cũng kỳ. Thôi tới ba người ở nhà nha, tôi đi chợ. Nước chung luôn à, đổ bỏ đây nè, rồi ngồi dịch teo đây nè. Dạ, bỏ xuống lỗ đó luôn em. Móc làm gì móc? Đang thiết kế nướng vịt mọi người ơi. Mình nay mình sẽ làm món vịt nướng lu nha mọi người. Vịt nướng lu hả? Ừ. Món này độc lạ. Nướng lu. Không phải độc lạ mà tem mình chưa làm nha. Đây. Ai dắt cái lu bị bể kìa. À, được không? Để cái nướng vậy. Móc vịt. Có cần lấy dây chị buộc thêm không? Không. Thì mình lâu lâu mới nướng nha, còn người ta nướng thường á thì người ta sẽ ràn dây chị lên hết mọi người. Sợ nó bể á. Vậy là lâu lâu mình nướng thì nó không sao. Vậy là số mới báo cái dừa của tía vừa báo thêm cái lu nữa hả? Cái lu vậy xong mọi người. Sao báo gì móc? Xong. Báo trời báo luôn ta. Hổm sườn sườn hết rã cái lu nhỏ rồi. Báo quá trời báo luôn rồi. Vài bữa ra mình chơi cái lu bự nữa. Ôi ôi, tính đi vài bữa nữa hả? Vài bữa nó quay heo bự rồi. Ôi đụng xích đụng đụng đê đê ở đâu đấy? Trời quá vậy trời. Trời quá vậy. Rồi rồi đâu đâu có chè bằng ra đúng không? Bằng ra hay luôn hay đúng trà không? Wow. Đúng trà không? Vịt nè nãy mấy ký móc. Bằng vịt ra 3 ký rưỡi. Bành nhưng mà xong mình treo phải không? Treo trên thôi. Bành ra giống như mình nướng cây vậy đó. Ừ. Rồi mình mới làm cái méo. Đó để anh dò thiết kế cho anh dò không thiết kế đẹp á. Này ngủ vị nó anh dò. Ừ. Ngủ vị nó hả? Không treo. Tưởng ngủ vậy đi. Heo đã ngủ vậy rồi. Miếng heo à. Đây. Chào chính à. Vậy món này người ta gọi là món gì anh vợ? Vịt nướng chao. Vịt úp chao rồi nướng không? Ừ. Vịt úp chao nướng lu. À. Em thấy cái lu đó bị bẻ không biết nó chịu nổi không ta. Chịu nổi anh vợ. Em thấy bị nứt tùm lum rồi đó. Giống như chì ràng mà. Phải ràng mới chịu nổi, thôi nổ à. Tía, xóm 2 thì trò nó báo cái củ dừa, bây giờ báo thêm cái lu nữa kìa. Tới nữa. Lấy thêm cái lu báo nữa kìa. Mấy cái lu mà nó hư tới số cho tao. Nó nói bữa sau lấy cái lu bự hơn nữa kìa. Thôi vỏ lấy cái lu mà úp hồi xưa á, chứ 2-3 ngàn lít á. Mấy cái đó lạ. Con nữa kìa mua bao tay ta. Cái này là đang cần hỗn hợp để mình ướp thôi. Đúng rồi, hỗn hợp chao. Một chút tỏi hành tím nè. Cho tỏi hành tím. Đó, bữa nay sinh nhật bé Ngân Tân Ga Lăng Xăng. Rồi có mua có mua quà tặng với Ngân chưa? Chưa. Mua gì? Chưa luôn à. Mua gì tặng? Trời ơi, đâu phải Ga Lăng đâu mua quà tặng này kia chứ. Tặng quà tặng bọng gì đây. Tặng gì? Tặng trái tim em là không lấy thôi. Giữ gì sao? Khổ không?
Vậy đi, không thương gì thương thằng nào á. Tức chết đi được. Cái vỏ. Anh em mình cực khổ vậy không thương ha. Thương thằng nào. Nè, nữa. Thêm một trâu dạo đời gặp con đâu mà thấy. Ôi rồi, ôi trời thôi. Rồi, râu đi. Râu gì mọc. Dạ, 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 vậy chứ ngon lắm nè. Râu gì mọc đúng 3 cộng. Dạ, chứ già càng già càng dễ dài anh vợ. Già, già trẻ quan trọng nữa. Đâu quan trọng chú bác hả? Trẻ quá chơi đồ cổ à? Đây thẳng là tình yêu chân thật. Dữ sao? Tình yêu ai bán mà mua. Tiền trường ơi kêu mua ba tay à. Tiền ơi. Liền như này. Tiền đi chờ đợi gì nữa. Thôi bó tổng rồi. Hải à. Đầu bếp hôm nay ướp gì chia sẻ cho bà con cô bác biết coi, im lặng làm vậy. Hôm nay tính làm video câm hả? Video câm là cứ làm vậy, ru vậy đó. Đây ở nhà mình nãy giờ nói chung là làm nó chưa hết buồn ngủ à. Mình không hợp chao, mình đưa chao dầu ăn, mình có chao dầu ăn. Tại vì lớp dịch lớn nhỏ mà nó không có cái công thức. Nói bây giờ là chao nè, đường ngọt cà no tí đường thôi cả nhà, đường nhiều quá nó bị cháy để dằn cái độ mặn của chao lại á, rồi dầu ăn xả tỏi hành tím với ớt xay. Ớt xay là xài ớt xay hũ á cả nhà, ai xài rất là tiện lợi, thơm ớt xay đó, mình dằn lại cho nó bớt mặn á cả nhà. Còn là mình ớt ớt vô dịch thơm lên, mùi thơm mất. Này phải chi mình còn chẩm chéo em, ướp vô ngon nè. Ướp xay nè, đã quá ngon rồi. Ừ, giờ ướp luôn đi rồi rửa tay chứ đợi anh Trường sợ lâu à. Ướp giờ nó thấm, đợi anh qua. Rửa tay thì ướp luôn cả nhà ơi. Chưa có than nữa. Mình đốt sẵn vậy để cho nó thấm như vậy. Ướp hai bên đất nha cả nhà. Ớt kia hồi nãy là mình đã chẻ rồi hết rồi. Thì nó qua, tôi qua, tới sao nó đi lấy gì anh dọn? Sao lấy gì? Lấy đem để lại. Là... lấy gì rồi lấy thêm ấy đi, lấy gì tự đi lấy đi chứ phải kêu thêm thằng nhỏ nhỏ mà sao chịu lấy vậy? Cái nhỏ cho bự cho nó chi nữa, cho bự ăn chiên ấy mà. À, tôi làm nước mắm chua ngọt. Tăng nãy dặn, nãy có dặn nha, có dặn không hồi kêu câu video luôn nha. Chậu lớn cái chậu nhỏ bắt cao lên miếng tu lên cho cao vậy, giờ phải công bằng chứng à. Nấu nước mắm hay gì? Nước mắm, nước mắm lấy lẩu đi thì chặt dừa không? Sao sao nay không thấm mọi nó bây giờ anh hai đốt hay mà anh hai đốt cho bún con rồi. Ủa trời chanh chiên vậy? Trời chanh chi ạ? Mình phải cho nó già, nó giòn. Em tưởng sắc khuẩn. Nó cháy nóng mình đổ vô. Ờ, chứ anh hai ngồi xúc hả? Cực lắm. Đốt coi nè.
nó mình làm con đoạn nào nào chia sẻ cho bà con cô bác ấy, có thể bà con cô bác nhìn cũng có thể biết làm mấy mốt tôi làm được vậy đó, học hỏi cách làm mốt làm chừng nào làm làm mới ăn dở thì quay qua chửi anh vợ vợ chí tùm bảy tùm ba. Bữa nay là nướng lu quay lu quá nhuyễn rồi, quá nhuyễn trái lâu lắm, cây bự cây nhỏ vừa vừa thôi, cây cây sắt ngắn này là mình đốt cho có than mới để vô phải không? Hai bịch không đủ đâu. Người cái này lại chơi trò gì đây để hai ghế lên vậy? Thử chứ à? Cho thắm. Đầu bếp này làm nhiều cái ngộ thôi. Chế nhiều cái ngộ chứ. Em ơi. Chơi để ghế lên bàn. Cắt qua đầu giờ vô làm mà đóng cái cổ rồi thấy vô. Để đầu là năm mấy đi. Đây cái nhà giờ ủng hộ mình nấu lẩu Thái cả nhà. Lẩu Thái. Có tôm chùm, sả, đồ tỏi, hành tím. Hành tây, cà chua, mình nay nấu lẩu Thái cái đường hồng đi. Đó, chuẩn bị hồi mình phi lên xào lên cả nhà ơi. Đầu bếp này thấy làm mùi quăng quăng là thấy không khoái nha. Gom gọn đây. Đúng nó quăng đó à. Đó thì giờ chưa. Cái đó luôn. Gom đây dành nó bán với chai này kia chứ. Chiên miếng này nó hơi bị hao dầu cả nhà ơi. Hơi dày vậy. Hao dầu đó. Cái này cũng là một cái mẹo quá nha, để cái đũa đừng cho nó mà cái chảo này chảo chúng dính mà nó đâu có khét được sợ. Áp luôn. Áp rồi. Ngon. Chưa chín biết ngon hả? Thơm, đủ vị. Chút nữa đó đem cái đũa đó lên cho anh Tân nó ăn luôn nha. Chiên đũa luôn. Ủa thôi. Cái miếng này là ngay cái nào chỗ con heo anh vợ? Cái này ở dưới dạ bụng á, dạ vú của nó cả nhà. À, cái lườn ở dưới không? À, lườn chút sườn. Có gân. Rồi gân này ăn rất là ngon. Giòn. Sườn non á, cái thuốc này sườn non nè cả nhà. À, anh hai thấy thì kêu quay chảo chưa? Đứng quay vô vọng. Đừng nghĩ ra đâu biết móc con dài vô nha. Đó. Ôi ơi. Nó nổ đã vậy. Nó lên hồ hộp đã vậy. Cái này ra nè. Cái loại tắt không chứ nó tốt. Cái gì lên hộp hộp ta. Cái chảo nổ ra cơm mà. Wow. Nó giờ lửa rêu cho chín thịt cái nè. Số mỡ à, số dầu nó gạn nó số mỡ lương lẹo, thật là lương lẹo.
Đây, vậy là con vịt mình đã bỏ vào bên trong lưu nguyên cái nhà. Đó. Ở dưới mình có đốt than nè, có để thêm một cái chảo nước ở giữa nữa để cho ngày Huy cũng không biết để làm gì nữa, chắc để cháy đá, cho nó cháy đều than cái nhà. À, bây giờ ủa anh vợ cái này cấu bao lâu ta, hay là mình 3 phút hả? Ừ. Mình canh mình thông không không khoát một 3 phút à, hay nữa à, chắc ăn chưa 20 phút canh hồi đây 20 phút ra trở qua chỗ trở sao trong đó trở sao nữa, để vô vậy thôi chứ trở sao bậy trở trở sao thằng là để bên nhiều nít mà ghê gì. Ủa người nội để đâu chưa? Rồi FGA nó là mấy để cào cái than lại nữa cho cái da nó vàng. Giờ nó ép cái bụng thôi, để than nhiều bên mé bụng nó cho nó chín. Than nãy thấy ít không ta? Ở đây xả tỏi rồi cả nhà. Vô. Không không. Cho mình cho cà chua vô. Tiền vô. Nấu như mì cay hổm nha. Cay quá, ăn không được. Ăn không nổi rồi. Trời ơi. Nấu vô nghe mùi nó sặc chứ đó mà. Ủa này thương gà không ra. Vô. Hết luôn. Rồi ấy đi bên đâu đổ thằng ta. Dòm chứ. Thật kinh ơi. Quá khủng. Mày chưa quay gì? Để chảo hả? Chảo. Chảo. Chị quay bằng chảo là chị quay chảo thôi. Ừ. Còn quay ở chị trong... quay tay. Là quay tay. Còn à? Quay về là quay tay. Ừ. Quay tay luôn hả? Ừ. À. Ghê vậy? Ừ. Quay tay luôn. Quay tay luôn. Giống hổm tía đứng quay vậy đó. Ừ. Ừ, phải nấu này hay nha. Cái nồi vậy. Cái nồi vẽ mà nó để cái sao mình để cái trái luôn. Tính lòng rồi dễ làm nó nhúm lửa. Nhúm lửa luôn gì vậy? Cái nó có lòng. Cháy quá. Cậu nào là mới thấy cậu nấu này nó cho mình dễ cháy luôn đi. Thiệt. Bớt xuống. Có lấy gì không ta? Vô lấy đồ nữa, lấy gì nữa. Kéo kéo ra. Trời ơi táp ở đây. Kéo kéo ra. Cho tụi tụi lông hết. Nấu lần nào cũng bất ổn cho mọi người. Cho tụi lông hết. Đầu bếp bất đầu bếp bất ổn mà. Không cho cái này lên nha. Được rồi. Ta để cho cháy lửa. Tại tới đấy đồ đồ bất ổn mà. Bất ổn nữa. Đưa vô trại á. Để qua đây để hồi bụi. Đi view được lại, đi view nữa lại. Cái này đâu có cần ngân mà happy new year. Happy birthday to you. Happy new year. Học về cô giáo rồi, mấy chồng rồi bỏ không dạy nữa. Hả? Nó kêu gì? Vậy nấu lẩu vậy? Vậy nấu lẩu vậy? Hả? Có mùa đồ nó lẩu riêng hơn nữa vậy xí bỏ vô rồi gõ gì cáo đây nấu lẩu trơn luôn rồi ông mùa đồ nó lẩu riêng rồi cá gõ cũng vừa gì trời không chưa bỏ vô nó có nấu rồi bây giờ đi chắc cái nha đi chắc cái không rồi sống bên trái rồi bông mày chi đó tóc bông mai tóc mai chị tóc bông mai chị mai làm hầm kiểu rồi đó hình kiểu gì đó dùng coi dịch cái này nãy giờ chắc cỡ 15 phút à việc nó sao rồi vàng không chưa cả nhà
chưa đâu. Tại vì cho có con cái gì cái nữa. Sống. Chưa, gì. Vậy này chắc cỡ nửa tiếng á. Ừ. Ông cho nó ráo rồi, mới ráo rồi. Mới 15 phút rồi. Chắc cỡ nửa tiếng mới trở được quá. Tục đầy lại gì? Quạt cái than lên đó ha. Đây trong chỗ trên ghế. Ghế để sẵn đó. Hôm nay Trường sẽ làm món gỏi cá du hồng nha cả nhà. Thật sự thì đó giờ chưa ai làm món gỏi cá du hồng không? Nhưng mà Trường sẽ làm món gỏi cá du hồng cho mọi người xem. Mất cái tiếng thịt đây rồi. Làm hai cái lùi đi. Mẹ ông giỏi yên tân ăn sống ngoại á. Trước kia ăn cá sống quá. Mua giấy vuông chưa cậu? Ủa? Hãy chưa về hả? Dạ rồi các nhà, thì bây giờ Trường sẽ cá du hồng này đó giờ chưa ai làm gỏi cá sống không? Nhưng mà ngày hôm nay Trường sẽ làm gỏi cá du hồng sống nha cả nhà. Thì cá du hồng sống này Trường sẽ thấm cho nó khô cái cả nhà. Nó sạch nhớt. Em ta đồ vô. Giờ ủ cho con cá nó khô, nó rút hết cái nhớt ra, dơ ra cả nhà. Bỏ nó nữa nè cả nhà. Giờ có xương không? Con nhận mình lóc xuống miếng xương luôn. Đây, đây, đây. Cái gì hồng ăn sống á, là cả nhà mình phải bỏ cái da ra. Còn chứ không bỏ da là ăn không được nha. Bất cứ cá gì ăn sống vậy phải bỏ da cả nhà. Lấy cục cá. Thấy chưa? Thấy thịt không? Quá ngon. Nó, mình sẽ phi lê chỗ này nha. Bỏ da. Tại da là nó ra sẽ ra chất nhớt cả nha. Làm hơi cực chút mà ăn chắc cũng thấy cũng ổn á. À, như đây dính xương, mình gỡ xương ra. Có từng ăn dinh được. Hả? Có từng ăn chưa? Anh ăn gỏi cá trích nhưng mà ngày nay anh chế lại là gỏi cá du hồng. Vậy là chưa từng làm phải không? Chưa từng ăn. Ai là người sẽ thử đầu tiên đây? Anh vợ đưa cho anh vợ anh ăn thử đầu tiên. Cá sống còn ăn được mà, còn cá này quá ngon rồi, cá này hơi có thính nữa là quá ngon rồi. Có nước đó ngồi gió nó bay bụi đầy trên kìa. Giờ đi nấu nấu dừa. Ừ, lên dầm quá trời dở rồi thớt lên dầm quá nó lấy cái bên này trở bề lại không phải đâu cái nó sắc ba cái xả dính này. Nào, bỏ vô cái này được không ta bỏ vô cái sàn đi sàn ở đây một cách hai sàn tôi vô trong nhà con nạo tôi đánh dai nha. Ừ. Ngồi đây chỗ đâu con nạo? Dở ra cho nó có thang có hơi à. Ok.
cứ còn quéo mà. Tính dữ lắm, tính rồi đấy. Rồi tăng lụm miếng bỏ vô họng lên ta. Ôi không có chấm rồi thịt cá nõn rồi ngon lắm. Đọc tỏi đi em, dướng rồi hết này, họ làm cái nước mắm gỏi. Đoạn này là bây giờ là mình sẽ tái con cá này qua nước chanh nha, qua nước cốt chanh cho con cá nó chín sơ qua. Làm như là phải cứ bớt qua nước chanh cái nhẹ mọi người. Tái qua chanh đi. Mình sẽ bớt qua chanh cái ha, cho nó tái con cá là ăn mình đỡ ngán. Vô chanh cái là chín cá đi, xong rồi chanh lại hại đi. Nhìn sới cá rồi cả nhà, nhìn sới cá bắt đầu tái lại nè. Nhìn nó tái lại nhìn thấy nó hấp dẫn này. Mình ngâm chút xíu đi cho nó chín cá, cho nó chín 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 xíu ha. Nó giống như thịt tôm chứ không, nó săn lại nè. Có những cốt chanh vô nó săn lại nè. Rồi bây giờ là Trường sẽ làm cái nước trộn gỏi ha. Bảo đảm luôn, đó giờ chưa ai làm gỏi cá dưa hồng luôn. Nhưng mà ngày hôm nay là trong cái menu món ăn và cái gian bếp của Trường là sẽ có món gỏi cá dưa hồng. Đó, cá bắt đầu chín lời nè cả nhà. À, tay là xăng là thật lời à, à. Bữa nay cho anh ta móc ăn té đói luôn. Còn bên hết để bầm ra đi. Ok để đây chừng dài chút xíu, chút xíu xong cái mình sẽ cho nó bỏ nước ra. Đây rồi con cá này hồi nữa bỏ chưa, để đây đi. Rồi cái gỏi cá này là không có thiếu này nha cả nhà, dừa bào hay là dừa nạo bào ra nè. Hồi nãy mình sẽ trộn cá với dừa với thính trộn chung lên, xong mình tưới nước sốt nó lên. Ok được em bỏ vô tối giả đi, bỏ vô giả giả cho nó mịn thì mịn nha, bỏ bịch mới được. Tăng 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 tăng. Còn cây dao đó rồi. Cái dao này dao gì?
cái dao cắn á, dao cắn mặt lớn á. Vô nói mà lấy cái dao mà cắn lớn ra bầm. Ok, đợi chừng chút xíu cái nha. Đồ bếp này sao rồi? Xôi cái nhà ơi. Nấu cái nồi lẩu lên cho nó mềm xương đi. Cái này mình thả vô không? Cái đó hồi nó ra lẩu rồi thả. Cũng tâm mật đấy. Có rồi. Nồi cho hết bịch này luôn phải không? Rồi quất hết đi. Nóng chỗ thôi, thầm 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 thầm. Không có lấy cái tô nào ra để làm nữa ta. Để làm cái nước cái sốt này. Ở thấy này mình nêm bằng me cả nhà. Thả vô cái thêm gói gia vị nước sắp thái này nữa. Giống mưa lần không? Quá gì cũng vậy. Xin được cho em ngân của tầng móc thịt quá. Xém xíu nó bị ăn một một cây. Quá nhiều món. Quá cực. Bữa nay trường làm nhiều món lắm nha cả nhà. Lẩu thái nè. Rồi gỏi cá nè. Vịt nướng lu nè. Rồi heo quay nữa nè. Trời ơi. Quá trời món luôn. Bữa nay là lỗ luôn, làm cái sinh nhật lỗ luôn. Không dám thầu cái sinh nhật mà cũng lỗ nè. Bánh kem nữa nè. Bánh kem nữa trời ơi. Đây là nước gỏi cá là thường sẽ làm bằng nước mắm, nhưng mà nước chấm cũng bằng nước mắm luôn nha cả nhà, nhưng mà nước mắm phải ăn nước mắm ngon. Tại cái gỏi cá này đặc biệt là phải có nước mắm ngon ăn ngon nha. Thơm. Quá thơm luôn. Em ngửi miếng. Ngửi. Thơm thiệt. Quý ơi, chắc nhà quý chạy vô nhà cái nữa rồi quá. Để lấy cho anh cái tô. Dạ. Ông ơi. Ông quay xe sẵn lấy giùm cái tô đang làm nước mắm chấm hồi nó chấm gỏi luôn. Kêu ngăn ra lấy giùm đi.
Ôi làm gì đó. Làm gì đây? Thính. Thính. Thính cứ bài lùng tùng bài lăng tăng. Cá hấu trường nãy giờ ủ chăm này cả nhà. Chín rồi nè. Thấy chưa? Nó mình bóp ra. Bóp cho nó ra hết cái chất. Để nó cái ráo nó bóp ra. Để vô coi á móc. Để coi giả từ 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 nhẹ. Rồi mình dắt cái cá ra cho nghe. Dắt cho khô cá. Cắt nước cá rồi. Quá im. Ủa chanh nhưng mà giữ nó chín hết rồi hả? Ừ. Ái rồi. Dùng chanh thứ gì chịu cho nổi. Đó, y chang gọi cái trích luôn cả nhà. Nhà mình sẽ trộn có hành tây rồi ha. Đó, ngồi để thính vô, trộn thính vô. Lần đầu tiên gọi cá hồng lên mâm. Ok. Ơi. Không ngồi ngồi xuống nước luôn nha. Cái này là nước gỏi cá nha cả nhà. Cái này trường làm nước gỏi cá trước ha. Thì cái nước gỏi cá này là trường bò nêm đường, tỏi, ớt với lại cho một miếng tương ớt vô, tương ớt của này là bên nhà. Tương ớt tươi á. Rồi đây là chanh vô. Để cho nó hòa quyện lại với nhau xíu. Đó, cái nhà thấy không? Đây trường làm cái nước mắm rồi gỏi cá nè. Để mình trộn vô cái gỏi cá nha. Không thể nào che được. Nói chung là không có một miếng tanh nào luôn cả nhà. Nè, con thử mà mẹ ai thử miếng con thử tanh không? Không nghe. Không có miếng tanh nào luôn á. Tự khen luôn á rồi. Không ngon. Không ngon. Mẹ không có mùi tanh nào. Không có miếng tanh luôn ở nhà nha. Thơm mình thính có đậu luôn, thơm mà. Nãy cái gỗ của tôi rồi. Cái gỗ gì? Bỏ nước ra coi. Bỏ lấy thêm cái gì để trộn này coi. Thôi khỏi 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 thôi. Ở đây là ở trường sẽ làm cái gỏi này là gỏi củ hủ dừa nha cả nhà. Ăn kèm với lại cái gỏi cá, ăn cho nó lạ. Thì đây trường có một miếng nước mắm chua ngọt đây. Mình sẽ múc vô. Múc vô nước củ hủ dừa này ha. Là cái nước mắm này trường làm trộn gỏi luôn á. Muốn cho một miếng thính vô cái củ dừa này ăn cho nó có đồng bộ với lại của thằng cá luôn cả nhà nha. Đó, cá mình trộn xong mình để riêng qua đây góc. Lấy nó xuống, lấy nó xuống, lấy nó xuống. Lấy rau ra, để bỏ để gỏi mà. Thì bà tính để ra rau xong vòng vòng vậy nè. Khỏi khỏi khỏi. Lấy lá chuối không? Để đá chuối. Lá chuối xấu như trời. Đây. Để gì mẹ không để vô. Đây là. Gỏi củ hủ dừa để phía dưới nha cả nhà nha. Đó. Hủ dừa mình để phía dưới, còn cái này nè. Xong cái mình múc cái đậu phộng để đi lên. Được.
Bỏ vô kìa luôn, kìa chao luôn. Ừ. Đó, này nè, cái bông này. Rồi, đây. Để cái bông chính giữa. Đây là cá sống ha, cá sống mình để lên trên nha cả nhà. Ừ, để đây. Muốn trang chịu. Ăn kiểu con Thái Lan với Hồng Kông, Đài Loan. Lần đầu tiên gỏi cá dưa hồng nha cả nhà nha. Muốn gỏi là nhức xương luôn. Đó giờ chưa ai làm đúng không? Thì ngày hôm nay Trường sẽ làm cho mọi người xem. Con cầm này bác. Ừ. Con cầm cho cầm. Ok, cái này nước chấm này hoặc là nước mắm nha cả nhà. Chắc cái chỗ này rồi. Chắc miếng không đi. Giờ thử tài của em đầu bếp Macau này làm miếng heo quay chảo nha cả nhà. Chín không? Chín, trời đất ơi, miếng heo bao chín luôn. Này là chiên làm hết mấy chục lít dầu. Thì chắc cũng cả lít dầu à. Ừ. Ngon. Chiên cả lít dầu á. Ừ. Hơi tốn dầu một tí. Ngon quá. Ừ, ok đó. Mình để lâu quá đó mình ra mình sao rồi sáu người thì để ngượng miếng đi chặt cái gì rồi chặt cái mâm đi cái mâm đi em ơi giờ nè vô da giòn nói chung cũng đạt được 85% cả nhà chứ còn không đạt gì hết đâu giòn giòn không giòn. Chắc nghi không giòn đâu. Mình test nha cả nhà, có cái giòn nha. À. Thấy miếng heo rồi biết giòn này nghe là như cái núm. nghe giòn, nghe giòn. Cứng ngắc à. Nghe giòn gốc cớp à. Gốc cớp luôn. Gốc cớp cũng gãy răng luôn á, giòn quá trời giòn không. Được, ok, nhiệt nhiệt. Giờ được 85. Này màu nó chưa lên đều nha. Mạnh to lên. Yếu à. Trời ơi. Đó đây, đầu bếp này cũng làm ăn được nè vậy đó. Kêu sợ miếng heo đau à. Sợ đi văng nước đất. Ăn vậy đó, đầu bếp. Cái đuổi dẹt đầu bếp thì anh. Bộ la. Điều biết đơn giá chắc lộn lộn nè. Con mời quên cho con đi. Dạ cái mệt. Nó bóc ăn ngon rồi. Lại thế vậy, vô vô chặt chặt cái mình nhai miếng. Ờ đâu thui quay chợ luôn à. Rất là vắng kìa. Dành chặt cái à, hiện nhai mỏng mỏng không mặn. Cái lưỡi đi kìa. Thêm thằng đó. Móc hai miếng luôn á. Tém 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 lê tém lê quá ơi. Tém nè. Lấy áo lên chùi nè. Nè em thử nước miếng nè. Nè. Gỏi cá giòn sống nha. Thì Trường mới chọn chung với cô dừa nè. Quá đã luôn. Lần đầu tiên gỏi cá dừa hồng. Lần đầu tiên trong cuộc đời có người làm cá dừa hồng. Hả? Hả? Cái gỏi đó là bị nguyệt nữa. Cá sống luôn. Trời ơi. Nhanh đó. Thiệt, sống nhanh nè. Đâu nấu lên đâu.
Có ăn thử không? Con làm cho cô uống nha. Không dám. Không dám. Ngon mà nội. Vô. Ngon. Cảm ơn ơi. Đó, cuốn ha. Không tanh đúng không? Không? Bữa nào làm gỏi thì bữa nào đó ông cây vừa nữa làm gỏi cua nhảy đi, cua bò đi. Gỏi cua bò à? Gỏi để trong cái thau á, cho nó bò bò một vòng kẹp gỏi ăn đi. Ngon không? Mực này vậy chắc chín hả ta? Chưa luôn, xíu ơi, mực này vậy á. Con á, con ơi. Ừ? Con á. Chiên á. Uống vô cái gì tối sáng gì, cái ngán quá. Trời ơi, cái lu giờ như cái đọt xích á. Ôi mụn. Xèo xèo, giờ này nó mới thấm à, nó cua. Để tao bụng quá. Đâu mà tần mập. Ôi, vừa. Ừ. Ăn cái này. Ủa, lấy rượu vô. Thôi bỏ mực, bỏ gì vô ăn chưa rồi. Ốc, 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 ốc. Ăn đi, khám con nồi, ấy ăn vô, ăn thích cái gì, gắp đi. Còn vịt nướng nữa kìa. Cái này ngon. Cái cá này mà... Vậy tính ra Khánh này em lại bằng tuổi con Tấn hả? Tấn nào? Tấn hơn hả? Biết Tấn không? Nó ở ngoài chỗ đó sao biết Tấn? Chắc biết Tấn không? Tấn hả? Dạ Tấn. Hôm 2 Tấn hôm 9 á. Hả? Hôm hôm mấy? Tấn hôm 3. Tấn hôm 3 luôn hả mời? Tấn hôm 5. Tấn hôm 5 hả? Về con về mấy năm? Dạ con về 2 năm. Thôi anh tính 3 năm rồi. Con về lượt chi tính đó. Tính hả? Dạ. Vậy nó bị mình tính nó đi không có đi muốn chán à. Mẹ đâu? Trời ơi, nãy giờ tắm đâu vậy? Thế hầm này rồi. Mấy năm rồi? 2 năm 3 năm. Quốc đi, quốc bữa nay, sinh nhật nó mà quốc đi, tối đi ngủ rồi. Mùa Covid à, tính nó bị dính đi bộ đội rồi. Đi rồi. À, là đi rồi mới tính được một biết cái năm đầu đâu có gì nữa. Gấp lại đi cứ. Đây là quân đó thì được. Đây là quân. Làm như xa anh dữ lắm vậy, cũng ăn ngửa nhau thôi. Chơi gì được cứ có xa nhất nè. Đáp nó xuống. Đúng là nó hay ngủ đều. Đáp. Má, nó uống rượu xong chửi luôn. Ủa nó hả? Nó là chung. Ủa nó ngồi xong chửi luôn. Ghê vậy. Năm 2020. Có rồi bạn.